Chiều tối qua, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy Nguyễn Văn Quảng và Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Lê Trung Chinh cùng chủ trì giao ban trực tuyến Ban chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 thành phố với các đơn vị địa phương. Cùng dự có Ủy viên Dự khuyết Ban chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân thành phố Lương Nguyễn Minh Triết và các thành viên Ban chỉ đạo. Với 11 ca mắc mới COVID-19 ghi nhận ngày hôm qua, ngày 14 tháng 9, từ ngày 10 tháng 7 đến nay, Đà Nẵng đã có tổng cộng 4.585 ca mắc COVID-19. Đáng chú ý, trong 11 ca bệnh mới thì có 1 ca chưa được cách ly là công nhân công ty Asecut. Bí thư Thành ủy Nguyễn Văn Quảng lưu ý, từ ca bệnh phát sinh tại công ty Asecut, các đơn vị địa phương liên quan phải nghiêm túc rút kinh nghiệm và khắc phục các lỗ hổng trong triển khai các biện pháp phòng chống dịch, bởi đây không phải là ca bệnh đầu tiên phát sinh từ khu công nghiệp. Các địa phương nắm danh sách và đảm bảo các biện pháp phù hợp đối với tất cả các công nhân công ty này cư trú trên địa bàn, kịp thời xử lý tình huống phát sinh. Kết luận cuộc họp, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Lê Trung Chinh ghi nhận nỗ lực của các địa phương đã đảm bảo giữ vững và tiếp tục mở rộng vùng xanh, đặc biệt là quận Ngũ Hành Sơn, được công nhận là quận xanh. Từ ngày mai, ngày 16 tháng 9, thành phố sẽ nới lỏng một số hoạt động, vì vậy các đơn vị địa phương cần chuẩn bị đảm bảo. Cái số lượng người tham gia giao thông ra đường nó sẽ tăng lên, cho nên là sở truyền thông cũng như các cái sở ngành, các địa phương, chúng ta phải khẩn trương để cấp giấy cho số lượng tăng này, đó là một. Thứ hai, một số cái lộ hình được mở ra thì chủ yếu là các quận huyện và xã phường chúng ta cấp giấy, cho nên đề nghị đó là chỉ chủ động. Quan trọng nhất là chúng ta mở ra thì các cái điều kiện, các cái biện pháp để mà đảm bảo việc này thì các cái địa phương, các cái phải quan tâm và yêu cầu thực hiện nghiêm túc. Nếu mà cảm thấy không đảm bảo được thì chúng ta cũng phải cho dừng. Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố yêu cầu trên cơ sở nguồn vaccine phân bổ từ ngành y tế, các địa phương tập trung triển khai tiêm chủng đảm bảo tiến độ, an toàn và đúng quy định giãn cách. Chúng ta chia nhỏ các điểm ra, tăng cái số điểm lên. Thứ hai là các cái chính quyền địa phương chúng ta cũng vào cuộc. Thứ ba nên là thời tiết nó cũng ủng hộ, cho nên là đề nghị công chí tiếp tục phát huy và chúng ta cố gắng là tiêm cái vaccine này càng sớm càng tốt. Người dân cũng rất là mong và chúng ta tích cực tuyên truyền cho người dân là tiêm vaccine tốt nhất là vaccine mà được tiêm sớm nhất. Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố cũng đề nghị các đơn vị liên quan cần phối hợp chặt chẽ trong việc truy vết, xét nghiệm, tuyệt đối không để bỏ sót các F1, F nguy cơ ngoài cộng đồng. Lưu ý các địa phương rà soát các chính sách hỗ trợ để điều chỉnh cho phù hợp, đồng thời rà soát lực lượng tham gia vào công tác phòng chống dịch để đề xuất hỗ trợ phù hợp.